Xin chào anh chị em nghệ nhân và các bạn đã quay trở lại với kênh Đam Mê Độc Lạ. Hôm nay tiếp tục top 3 dòng chim rẻ tiền hot hay. À, ghê chưa? Dòng này nó hay hơn dòng hôm qua nhé các bạn. Dòng này nó mắc hơn 5k. Dòng này nó rớt vào khoảng 25.000. Giá các bạn mới đi bẫy về bán lại cho tiệm chim nha. Hoặc là các bạn mới đi bẫy về bán lại cho bạn bè anh em gì đó cũng được. Hoặc bán vào cái chợ chim cũng được. Nói chung là cái giá này là giá chim mới bẫy về, không phải là con chim nó dở mà giá trị nó thấp, nhưng mà giá trị con chim và cái cách thuần nó khó thuần hơn các cái dòng chim giá trị chỉ ban đầu nó cao như các bạn đó. Giống như con mi, con khứu giá trị ban đầu nó rất là cao đó, tại vì nó dễ thuần. Hay là con chào màu giá trị ban đầu nó vẫn cao đó. Top 5, top 6 mình sẽ chia sẻ từng top 1 nha các bạn. Ở đây là top 3 dòng chim rẻ tiền hót hay, hót cực hay luôn đó. Và bạn nào đang đam mê cái dòng chim này đó, thì hãy xem hết video nha. Đấy, kế tiếp mình sẽ chia sẻ cách cầu cam nó đó, các bạn. Ở đây hôm nay mình có 5 con chim của top 3 dòng chim hót hay rẻ tiền đó. Đầu tiên để xem anh này là anh gì nào. Ở đây mình có mấy con mồi lắm các bạn. À, đây là anh chèo bẻo. Chèo bẻo xám nha các bạn. Chèo bẻo xám đang thay lông. À, chích liền đó. Anh này để ra ngoài là kêu liền đó. Để ra ngoài kêu liền các bạn. Để con mồi của mình đó. Bạn nghe không? Hót rất là hay. Nhưng mà mới ban đầu nó chỉ rất là rẻ tiền nha các bạn. Top này top 3 là nó rớt vào 25.000 nha các bạn. À, anh bị mắc kẹt một chút rồi. Sửa cái cầu cho anh đứng à, đưa ra là hót liền đó. Hót nhiều giọng cực kỳ hay cái dòng chèo bẻo này nè các bạn à, các bạn có thể là nghe à, các bạn nghe chưa? Rớt mất cái bình nước. Đây, bình nước nó rớt mất nè các bạn. Mình gắn lại cái bình nước nè. Chút xíu. À. Đó là anh thứ nhất. Anh chèo bẻo xám nha các bạn. Chèo bẻo này có hai loại. Có chèo bẻo đen nữa. À. Còn cái này chèo bẻo xám. Chèo bẻo đen hót hay hơn chèo bẻo xám. Nhưng cái giá trị ban đầu rất là rẻ. Con chèo bẻo đen thì nó mắc hơn nha các bạn. Mắc hơn con chèo bẻo xám này. Tại con chèo bẻo này có rất là nhiều chỗ, có nhiều vùng rất là nhiều nha các bạn, nhưng ít người bẫy nó, ít người chơi nó, tại nó nhìn nó không không có đẹp mấy, nó hóc rất là hay đó, đúng không? Hoặc là không có bẫy được nó đó các bạn. Đây, và dòng thứ hai là cũng họ nhà nó nè các bạn đó, hóc heo. Đây cũng họ nhà nó. Cái này chàng làng. Gọi là con bách thanh các bạn. Bách thanh này nó có hai màu. Màu trắng và màu nâu đỏ nha các bạn. À, đây là bách thanh. Bách thanh này thì nó lại thân thuộc với con người mình hơn. Rất là dạng nha các bạn. Hầu như các bạn nào tuổi thơ ấu mà ở vùng quê là đều thấy cái con bách thanh này. Nó đậu trên ngọn tre hay là trên bụi chuối hay là trên cái bông gì đó, nó sẽ hót à, các bạn. Con bách thanh này nó bản chất của nó đó, nó chỉ hót có một giọng thôi, nhưng nó có một cái tài đặc biệt. Bắt chước, bắt chước cực kỳ hay. Con bách thanh này bắt chước hay lắm nha các bạn. Bắt chước giỏi, cực kỳ giỏi. À, rồi anh thứ ba, anh Fitco. À,
Anh thích cô này là nếu mà nó hay thì nó khỏi chê các bạn, nhưng mà có cái anh vào cám hơi khó. Nếu như bạn nào chưa biết vào cám con hít cô này, các bạn hãy xem hết video này nha. Đó, đây là hít cô. Đàn thầy lòng nó chưa có ra hết. Nhưng mà nó muốn muốn thành bạch tạng rồi. Này chắc nó bị đột biến các bạn. Thường thường là nó màu vàng mà sao nó màu trắng trắng. Trắng nhiều lắm. Thế là bị bạch tạng. Đó. Anh thứ ba là anh hút cô. Hót cực kỳ hay, nhỏ xíu vậy nhưng mà cái giọng rền vang. Đó, các bạn có thể nghe anh hút cô hót này. Các bạn thấy chưa, rất là hay, giọng rất là rền vang đó, bé tí tẹo à mà hót rất là hay. Nuôi cực kỳ tại cái dòng này á, các bạn mới xong nó hay đậu trên cây, nó hót véo von lắm. Bạn nào mà nhà mà nuôi nó là nó hót luôn cái xóm nghe luôn, cứ máng lên cây nó hót. Rồi anh thứ tư là anh gì, thứ tư là con đỗ quyên nhé các bạn. Con đỗ quyên này hiện tại là đang còn ít người chơi, màu sắc nó rất là đẹp. Nhưng mà có rất là nhiều người nhầm tại thấy nó giống con hút mật, nên các bạn về bạn cho hút mật không nó không sống được. Nếu các bạn con đỗ quyên mà các bạn chỉ cho hút mật, nó sống được một hai ngày sau, thậm chí là một tuần một tháng sau là lật ngang. Con đỗ quyên là nó phải ăn sâu nhé bạn. Đây nó phải ăn sâu, nó trưởng thành lên rất là đẹp. Cái này đang lỗ chỗ. Và anh thứ năm, sâu đầu đỏ các bạn. Sâu đầu đỏ nó hót rất là lớn, nhưng mà vào cám nó đó, nếu mình không biết cách vào cám nó cũng lâu nha các bạn. Nhiều con mới về nó chưa biết ăn. Các bạn buông bỏ nó là nó dễ lật ngang lắm. Sâu đầu đỏ này nè, nói chung là nó dễ vào cám hơn là con sâu xanh, hơn là con sâu dừa. Cho nên nó được đứng top 3. Còn con sâu xanh với con sâu dừa nó chỉ đứng top 2 nha các bạn. Dòng khó vào cám là nó top 1 là khó nhất, và nó cứ nhẹ lên từ từ nha các bạn. Sau đó đó nó thuộc top 3 rồi. Vào cám nó dễ hơn top 2. Và ngày mai nó sẽ có top 4, nó dễ hơn top 3 nữa. Cứ lên theo cái bậc thang vậy đó các bạn. Sau đó đỏ nè, các bạn có thể là ngay sau đó đỏ hót nè. Các bạn thấy chưa, nhỏ xíu à, anh la rất là lớn, đấu đá rồi rất là hung dữ nha các bạn. Rất là hay, mặc dù là nó rẻ tiền, nó chỉ 25k. Nhưng quá trình hot giống như vậy, giống như vậy nó không có đâu nha ông các bạn. Không có, có nghĩa là cái giá vào cám rồi, giá chim hot rồi, nó khác các bạn. Ai bán thì mỗi người nó mỗi giá, tùy thuộc vào từng con chim nó hay nó dở. Như con chim mình thì mình không bán, hồi nào mình không chơi nên mình cho mình tặng. Đó, ví dụ như vậy. Còn cái hồi nào mình đang chơi đó, có bạn nào bạn thích kêu giá rất là cao, nhưng mà bạn thích bạn cũng hốt không chừng. Nên con chim đó các bạn, có rất là nhiều bạn hỏi mình ở con chim nó giá bao nhiêu, tại mình chưa có bán nên là nó chưa có giá các bạn. Đó, lúc nào bán mình sẽ báo giá trên video nha. Đó, hiện tại là mình chưa có bán, mình ở đây mình chỉ chia sẻ những cái top vào cám để các bạn lưu ý lại. Bạn nào đang có ý định chơi, ví dụ chơi con hít cô, hay là chơi con sâu đồ đỏ, hay là chơi con bắc thanh, hay là chơi con
chèo bẻo đó. Đang có ý định nuôi những cái con này thì các bạn hãy theo dõi hết video để xem cách vào cám của nó. Và các bạn lưu ý ở cái chỗ là cái dòng này là nó thuộc cái top thứ ba, top khó vào cám chứ nó không có dễ nha các bạn. Còn top vào cám nó dễ thì nó càng lên cao nó càng vào cám dễ. Giống như con chấm màu đi, rất là dễ. Hay là con trồng trọc rồi đó, các bạn thấy cái chuối vô trong cái hũ cám là nó ăn hết chuối, là nó ăn cám luôn, không cần vào không cần ra gì hết, mệt không cần gì hết đó. Rất là đơn giản nha các bạn, càng về sau nó càng dễ, càng thấp nó càng khó. Ở đây là mình chia sẻ các bạn để các bạn lưu ý, các bạn áp dụng theo nó đúng quy trình đúng cách con chim nó sống, để các bạn chơi, các bạn không có uổng công là mình sưu tầm các bạn đó. Những gì mình biết mình áp dụng rồi mình chia sẻ lại cho các bạn, bạn nào thấy hữu ích thì cho mình một like đó, bạn nào thấy ok chia sẻ cho bạn bè của các bạn cùng xem, để các bạn áp dụng theo, để bảo vệ những cái con chim mình đã sưu tầm được và sống sót nha các bạn, không có đi đây ha. Đó, khỏe mạnh nữa. Rồi bắt đầu là giờ là cái cách vào cám nha các bạn. Cách vào cám ở đây cái top 3 này thì là cái dòng ăn sâu là đa số, như con bách thanh thì nó lại ăn dế nha các bạn, nó khoái ăn dế hơn là ăn sâu. Cái dòng này các bạn mới về bạn đút chế cái ngắt mấy cái càng đá đó các bạn, đó thả vô nó ăn ăn liền rất là dễ nha các bạn. Cái dòng này là cái dòng ăn thịt, các bạn lưu ý nha, con bách thanh này là con ăn thịt, các bạn không nhốt chung bất kỳ một con chim nào khác, bạn nuôi chung là sáng mai là còn có mình nó thôi đó. Đó là con bách thanh, thứ hai là con này con chèo bẻo, nó cũng là dòng ăn thịt. Các bạn đó, chèo bẻo xám nó cũng là dòng ăn thịt, nó cũng không có được nhốt chung với con nào. Chỉ các bạn trừ trường hợp ví dụ các bạn nuôi một cái AV rất là lớn á, rất là lớn thì nó đuổi mấy cái con chim nhỏ này, nó đuổi không không được. Các bạn đó, mấy cái con chim nhỏ nè, sau đỏ đỏ này nè, các bạn thả chung con chèo bẻo nó khó bắt lắm, tại con đỏ đỏ nó nhanh hơn con chèo bẻo nha các bạn. Cái dạng này là cái dạng săn mồi cho nên là nó xà, nó ở trong AV là nó không có làm được mấy cái con chim nhỏ này đâu, nhanh lắm, nhưng mà tốt nhất an toàn là mình không có nhốt chung. Nói chung con sống á, thì con bố mẹ không sao, nhưng mà cái hồi có cái tổ á các bạn, họ có tổ là chim con là mấy đây hai hai anh chàng này là anh dứt dứt liền luôn, con dứt liền. Còn các bạn nuôi đó như hít cô nè, đỏ đỏ nè, dòng ăn sâu nè, đỗ quyên nè, dòng ăn sâu nè, bạn thả chung ok nhé các bạn. Đó, không phải là cái con nào mình cũng thả chung vô cái AV được, có rất là nhiều bạn chơi AV bạn không có đam mê chim lắm nhưng mà các bạn khoái cái giọng hót của nó, thích cái giọng hót của nó hay là thích cái vẻ đẹp của nó, và thả vào AV để cho phong thủy hay là để cho phong cảnh nó có hữu tình, nó có chim chóc rồi hót đấy các bạn đó. Nhưng có rất là nhiều người rồi thấy cái con chè bẹo này bình thường là nó lông lá nó đầy đủ nó đẹp đó, mua về thả chung vào sáng mai còn của mình đó. Là hai cái con lớn này là nó gần giống nhau nha các bạn, cách vào cám nó gần giống nhau tại nó ăn thịt, ăn cái đồ lớn á, các bạn bỏ con dế hay là con sâu lớn vào là nó ok trước liền, các bạn bỏ vào cái hũ cám mai mốt là nó tự biết ăn cám. Nhưng mà các bạn vẫn ok nhất các bạn cứ bỏ sâu nhỏ vào cám, nó thấy bò bò nó mổ sâu nhỏ ăn là nó ăn cám, ăn luôn con sâu và cám đó. Thì có khi mình nuôi lâu thì nó một hũ sâu một hũ cám riêng, nhưng mà hồi nào mình không có cho nó ăn sâu thì nó ăn cám không các bạn, rất là dễ đó. Nếu mình làm đúng cách nó rất là dễ, còn mình không làm đúng cách là nó dễ đi đai lắm nha các bạn. Cái dòng này mới về nó cũng nhát lắm, nó nhảy tối ngày nó không có đứng im, nó không biết được ăn. Đầu tiên nếu mà con nào không biết được ăn á, thì mình có thể bắt một con dế đút vào cho nó, hay là con cào cào
Ở nhà bạn nào không có dế có sâu thì có cào cào, ông mình có thể đút cho nó được nha các bạn. Đó là hai cái dòng chim này nha, dòng chim bách thanh và dòng chim kè bẻo các bạn. Còn dễ hơn một chút nhưng mà lại khó hơn một chút là cái dòng chim sâu. Cái dòng này nhiều con không ăn đó, nếu như các bạn không theo dõi kỹ là nó đứng rùa một cục, ngày mai là nó đi đây. Nên mình đầu tiên mình phải về, mình phải làm dấu nha các bạn. Nếu các bạn bẫy con sâu đầu đỏ về, mình bỏ sâu không thấy nó ăn đó, mình phải đút nha các bạn, phải đút nó. Con chim nào cũng vậy, ở trong rừng về nó sợ người, nó không dám ăn, chứ không phải là nó không biết ăn đâu các bạn. Nó sợ mình nó không dám ăn. Thì quá trình cái cách thuần hóa con chim là do mình từ đầu. Vậy các bạn, như mình đã chia sẻ cái cách thuần chim đó, các bạn về theo dõi nó không ăn mình phải đút cho nó. Đút một ngày hai ngày xong nó tự ăn, nó sẽ tự biết ăn các bạn. Dòng này nó khó hơn con đầu đỏ một chút nữa, con hít cô này này các bạn, nhiều, rất là nhiều con về, nó chỉ đứng nhìn thôi, nó không có ăn đó. Mình banh cái miệng nó thì nó hơi con chim, nó rất là khó nha các bạn, cũng không phải là dễ dễ thuần cái con hít cô này đâu, nó rất là dễ chết. Mà đặc biệt một cái nữa là nó yếu, con hít cô nó hót hay mà nó yếu. Nó yếu ở cái chỗ các bạn nuôi một tuần đầu nó dễ lật ngang lắm đó. Có chắc chắn ở đây có rất là nhiều bạn đã thích con chim hít cô nhưng nuôi nó đều lật ngang hết trơn, một tuần đầu một tháng đầu lật ngang hết. Còn con chim nào đã qua một tháng rồi coi như là qua vòng nguy hiểm rồi là mới ok nha các bạn. Còn cái một tháng đầu nhiều con nó vẫn ăn, ăn nó vẫn ăn bình thường nhưng mà sáng ra là nó lật ngang đó. Dòng hút cô này không có dễ đâu, hồi nào mình sẽ tìm hiểu rất là kỹ, mình sẽ chia sẻ riêng biệt cái dòng hút cô này thì các bạn cái cách chăm sóc từ A tới Z cho nó cần chăm sóc kỹ hơn cái dòng sâu đỏ đỏ này nhiều nè các bạn. Bởi vậy nó hót rất là hay, con hút cô này nó hót rất là hay nhưng mà giá trị ban đầu nó thấp, thấp ở cái chỗ nó khó chăm sóc ở cái lúc ban đầu các bạn. Còn hồi nào nó hót hay rồi, nó thành mồi rồi thì hồi đó ok, hồi đó nó không có giá trị thấp nữa nha các bạn. Đó, con đầu đỏ này nó dễ hơn, con đỗ quyên này nó cũng dễ hơn. Đó, những gì mình biết mình chia sẻ với các bạn đó, các bạn cứ áp dụng đúng như mình làm. Đó, con sâu đầu đỏ về các bạn cứ đổ bột lửa vào đó, hang với lửa đó, hoặc là bột chim vằn quyên vào lộn vào sau đó, lộn xộn nó ăn xong nó sẽ ăn cám. Con chim đỗ quyên cũng vậy luôn đó, và con chim hít cô cũng vậy luôn, nhưng mà con hít cô này nó khoái cái bột lửa, bột đậu trứng hơn nha các bạn, bột đậu trứng á đó. Đó, rất là khoái nghiền. Ở đây mình cho ăn cái đó không, nó rất là nghiền nha các bạn. Còn nếu bạn nào không có bột đậu trứng các bạn có thể cho ăn cắm hút mật, cắm hút mật thường thôi. Các bạn có thể lộn vào sâu, lộn xộn vào, nó ăn hai thứ đó. Chủ yếu là nó mổ con sâu, nhưng mà con sâu nó sẽ dính cái bột cám, nó sẽ ăn các bạn, nó sẽ nghe quen mùi và nó sẽ ăn. Rồi video hôm nay đến đây là tạm dừng, các bạn thấy ok đó nhớ like cho mình, thấy hữu ích đó chia sẻ cho bạn bè các bạn cùng xem ha. Đây là top 3 những con chim rẻ tiền hót hay đó. Còn ngày mai là tới top 4, top 4 nó sẽ cao cấp hơn cái này chút nữa. Rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha.